Hôm nay mình lại chơi một trò chơi liên quan đến IQ của mình ạ. Dùng IQ của mình giải quyết tất cả các vấn đề khó các bạn. Không biết mình có thể hoàn thành băng băng về đích không? Thì các bạn cùng theo dõi hết video nha. Và đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nha. Còn bây giờ thì let's go. Đây này, mình sẽ phải kéo cái này xuống, vẽ một cái đường các bạn ạ, để cho cái anh người quen này xuống với cô gái này. Không biết xuống với cô gái này làm gì các bạn nhở? Được rồi, nào. Đấy, vẽ nào. Rồi, ok luôn. Tùi xuống, rơi xuống. Wow, hóa ra là tùi xuống để mà tặng hoa cho cô gái đó. À, anh chàng thích cô gái đó các bạn ạ. Ok, đã giải quyết xong một vấn đề rồi. Tiếp, vấn đề thứ hai nào. Bây giờ, cái anh chàng này đang buồn vệ sinh các bạn ơi. Mà lại phải treo lơ lửng ở đây. Bây giờ mình sẽ vẽ một con đường để vào cái quê kép xe kia cho anh này đi vệ sinh. Nhanh lên khỏi vệ sinh ra quần mất. Đấy, ok ok. Nào. Rồi các bạn ơi, vòng lên. Ok, đi vệ sinh rồi. Nào. Đấy. Ui, ở phía trong các bạn ơi, có một cô gái đang đi vệ sinh. Lên đấy đạp anh này ra ngoài. Anh này ngốc mồm. Vấn đề thứ ba này các bạn ơi, xem nào. Chồng của cô gái kia các bạn ơi, đang đi cặp bồ này. Đấy, đang đi gặp một bạn gái nữ này. Cô gái này tức giận. Bây giờ mình sẽ vẽ cái này. Đấy, vòng xuống này các bạn ơi. Rồi, để bắt gian cái anh chàng này. Rồi, xuống xe nào. Wow, đấm vô cái anh chàng kia ngã sấp mặt luôn. Vấn đề tiếp theo nào. Ui, cái anh chàng người quê này mặt thì thâm tím này, đang toát hết mồ hôi, đang sợ sệt. Bây giờ mà rơi xuống cái nước này các bạn ạ, thì có mà ngạt thở téo tuyệt tèo đấy. Rồi bây giờ mình sẽ phải vẽ một con đường cho anh này đi ra ngoài này. Đấy, tuổi ra ngoài. Ui, các bạn ạ, đập vào cái bờ tường này cũng thua. Thế thì mình phải vẽ tít lên trên này. Đấy, rồi xuống đi. Ok không? Nào, đi ra ngoài khỏi cái nước đập này đi. Thành công. Tiếp theo nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải lấy cái hộp quà này để tặng cho cô gái phía dưới này các bạn ơi. Nào, không biết hộp quà này có cái gì nhỉ? Nguy hiểm không nhỉ? Đấy, người ta giới thiệu này. Được rồi, chắc là hộp quà, bí mật hộp quà chắc là có cái nhất ở trong đấy các bạn ạ. À. Đấy, tặng cho cô gái này. Ôi, wow, hóa ra cái hộp quà đó chính là quả đấm nò xo các bạn ạ. À. Đấm cho cô gái kia. Dụng răng. Vấn đề tiếp theo. Wow, bây giờ rơi xuống đây các bạn ơi, dung nhan ở phía dưới đấy có mà thành bộ xương cũng chẳng còn luôn. Rồi, ở giữa có cái đống lửa này. À, mình phải lấy chìa khóa kia để mở cái hòm này các bạn ơi. Rồi, vòng lên đây. Không biết trong cái hòm này có thật là nhiều vàng thì úi xôi úi các bạn ơi. Mở ra xem nào. Rồi, trong các bạn ạ, toàn quần áo thôi, không có vàng. Tiếp theo, cô gái này đang bị trói ở phía dưới các bạn ơi, đang kêu happy, cứu tôi với. Rồi, bây giờ mình sẽ điều khiển cái anh chàng người quê này xuống giải cứu cô gái này thành anh hùng cứu mỹ nhân. Ok, nào xem nào, vòng xuống đây. Đấy, nhưng mà phải lé cái cánh cửa kia ra các bạn ạ. À. Đi vào cánh cửa kia có mà nó xẹt cho cái đứt đôi người. Đấy. Cô gái tặng cho anh chàng kia một cái vòng cổ các bạn ơi. Siêu đẹp luôn, siêu giá trị luôn. Ngon ngon. Vấn đề tiếp theo. Cô gái ở trên này các bạn ơi. Cô gái ở trên mà treo này thích cái chàng trai ở phía dưới kia, nhưng mà chàng trai ở phía dưới kia không thích cô gái đó mà đi thích cô gái khác. Bây giờ mình sẽ phải lấy cái váy màu đỏ kìa, các bạn có thấy không? Đấy, để mà mặc vào cho cô gái này, rồi cô gái này thích chàng nhà anh chàng kia thích. Thấy đẹp quá các bạn ạ. Thích luôn. Rồi xem nào. Đấy, vòng xuống nào. Ok nào. Ôi các bạn ơi, chúng ta không cho cô gái kia đứng được lên bờ thế nào, rơi xuống nước thật bạc. Chúng ta xem lại nào. Lấy cái váy này. Đấy, cho cô gái này vào tận đây luôn. Rồi, tránh những cái cư này ra các bạn ạ. Rồi, thành công. Đấy. Ồ, yêu không? Ồ, các
bạn ơi, cái cô gái kia đẹp quá, anh chàng kia há hông hốc mồm, tiếc lưới. Vấn đề tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ phải giải cứu cái anh chàng này các bạn ạ. Đấy, cho anh chàng này sang máy bay kia để bay về nhà. Nhưng mà ở giữa này có cái thanh này các bạn, chúng ta sẽ phải lé ra nha. Ok, đấy, đây. Rồi, phi lên. Đúng rồi, tránh. Rồi, thành công các bạn ơi. Trèo lên máy bay và đi về. Nhưng mà trèo ngang đường thì bị đứt dây các bạn ạ. Nguy hiểm quá. Chúng ta bây giờ phải lấy cái ô này để cho cô gái kia tránh mưa các bạn ơi. Nhưng mà có cái con quạ nó bay chạm vào người cái là nọ thịt luôn ấy. Mình sẽ vẽ một con đường thật là nhanh chóng. Ôi, bay đi, bay đi. Ôi, rồi. Ui, các bạn ơi, may quá. Mình đã vẽ ra ngoài đường đi của con quạ rồi. Đấy, thấy chưa, che ô cho cô gái kìa. Cô gái thích luôn chàng trai đó. Vấn đề tiếp theo, bây giờ bên kia có một hũ vàng kìa. Rồi, mình sẽ phải vẽ một cái dây để cho anh này tui xuống đây và đào vàng các bạn ạ. Còn... đấy. Ôi trời ơi, vàng ơi, vàng ơi. Đào lên, có cái gì không? Ôi các bạn ơi, đào lên chả có cái gì hết các bạn ạ. Có nguyên đất thôi. Bây giờ có một khẩu pháo đại bác nè. Ở giữa này các bạn ơi, ở phía dưới có một thanh kiếm quý nè. Ở dưới nữa có rất là nhiều bẫy trông luôn. Bây giờ chúng ta sẽ phải vòng qua cái đại pháo này để lấy cái thanh kiếm quý này các bạn ơi. Đấy, ok luôn. Thanh kiếm này. Ôi, chúng ta chạm vào cái pháo các bạn ạ. Thất bại. Thì vòng xuống đây các bạn ơi. Đấy. Ui, không được các bạn ơi. Thế này thì chúng ta vướng lúi. Vướng lúi cũng bị thua các bạn ạ. Không. Không bị thua. Lấy được thanh kiếm quý rồi. Ở phía dưới kìa có một tên trộm các bạn ơi. Bây giờ mình là cảnh sát đang tức giận. Bây giờ mình xuống mình bắt cái tên trộm kia. Dám ăn trộm mà. Được lắm. Ôi, các bạn ơi, đi qua cái khẩu pháo này là nó bị bắn nè. Ok, thế thì mình sẽ phải vòng qua đường đuôi của nó các bạn ạ. Đấy, là nó không bắn mình. Nhưng mà vẫn chạm vào khẩu pháo là vẫn bị thua các bạn ạ. Lần này mình sẽ phải vẽ khéo léo hơn nha. Rồi, lần này mình vẽ khéo léo hơn này các bạn ơi. Đấy, ok luôn. Rồi, xuống đây. Đi. Quá, rồi lần này. Ôi, gần đến nơi rồi mà rơi xuống nước các bạn ạ. Vẫn không bắt được anh đấy. Ok, thì cẩn thận nha. Ok, đấy. Vào đây các bạn ơi. Đấy, vào tận nơi luôn này. Vào tận nơi bắt anh đấy luôn nè. Nào, được không? Các bạn à, cái tên trộm kia cởi áo quần áo tên trộm ra cái một cô gái, thế anh chàng cảnh sát này nhìn thấy quá thích luôn các bạn ạ. Quên mất nhiệm vụ bắt trộm rồi. Thế là để cho cái cô gái đi thoát mất rồi. Bây giờ mình nỡ hẹn các bạn ạ. Bạn mình đi uống bia rồi. Bây giờ mình còn đang mắc mẻo ở đây thì chưa đến kịp đến được quán bia. Bây giờ thì mình sẽ phải vòng qua lấy cốc bia kia xong rồi lên điểm hẹn với bạn mình. Đấy. Ôi thôi, hỏng rồi các bạn ơi. Giờ chúng ta lỡ rồi. Đập luôn cả vào bờ tường nữa các bạn ạ. Chúng ta sẽ phải lé bờ tường và lé cái trông ra. Ok, đấy, xuống nào. Rồi, lấy cốc bia rồi chúng ta lên ghế ngồi các bạn ơi. Đấy, ngon nhờ. Cốc bia ơi, rồi, lên đi. Lên bàn ngồi đi. Nào, xô. Đấy, xô, uống đi nào. Chúng mãi mới được đi uống bia các bạn ạ. Ui, lại có một tên trộm đang ăn trộm tiền các bạn ơi. Đúc và làng luôn. Bây giờ mình sẽ phải vòng lên để bắt tên trộm này. Được lắm, tên trộm này. Dám ăn trộm mà. Được rồi, vòng lên nào. Lướt sang nào, bắt nó. Các bạn ơi, dám ăn trộm tiền, cuối cùng thì mình cũng bắt được tên trộm rồi. Chạy đấu cho thoát. Lần này thì ở phía sau con chó kìa các bạn ơi, có một hũ tiền luôn. Ở phía dưới con chó có một cái xương các bạn ạ. Chó thì rất là thích xương luôn. Thế thì mình sẽ lấy cục xương này. Đấy, cho con chó này các bạn ơi. Rồi vòng lên đây, lấy
cái túi tiền kia. Ngon. Ôi, các bạn ạ, đập ngay vào cái bờ kia, rơi mất chân rồi. Thế thì chúng ta sẽ làm lại các bạn ơi. À, ok. Đấy. Ui, đi xê ra các bạn ơi. Rồi, xuống đây. Hỏng rồi, không biết có thành công không. Đừng có đập vào bờ tường kia. Được rồi, ok, đừng có chạm vào cái kia. Được rồi, lên đấy cũng sợ. Rồi, các bạn ơi, được cũ tiền mang về thôi. Vừa rồi, mình đã giải quyết tất cả các vấn đề khó trong game các bạn ạ. Hoàn thành tất cả các level luôn. Và video của mình đến đây tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye.